Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 11 luyện tập trang 29. Bài số 1 thực hiện theo mẫu. Chúng ta xem bài mẫu này. Đây là lớp đơn vị gồm là 3 hàng, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Lớp nghìn gồm là hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. Lớp triệu là gồm hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Đây là cái bài mẫu. Đây là số là 150.927.643. Đây người ta họ đọc này. Đọc đây. Và người ta họ tắt ra. Số 3 là hàng đơn vị. Số 4 là hàng chục. Số 6 là hàng trăm. Số 7 là hàng nghìn. Số 2 là hàng chục nghìn. Số 9 là hàng trăm nghìn. Số 0 là hàng triệu. Số 5 là hàng chục triệu. Và số 1 là hàng trăm triệu. Rồi chúng ta tương tự cái bài mẫu chúng ta làm cho bài này ha. Rồi chỗ này là chúng ta sẽ có số 0 nè. Chúng ta viết từ bên này viết qua nha. Viết bên này viết qua là coi như nhiều khi là nó ít chữ số hơn thì chúng ta là bị thiếu. Rồi. Ví dụ giờ đây là 9 chữ số mà có 8 chữ số mà chúng ta viết đây là lát nữa như này. Số 0 này là cái hàng đơn vị không có. Nên cho nên chúng ta viết từ đơn vị chúng ta viết qua. 0, 8, 1, 0, 9, 1, 3, 9, 2. Rồi chúng ta viết vào. Rồi đọc là sao đây? 293 triệu. 293 triệu. 13 triệu. 190.000. 190.000. 180. 180. 180. Rồi bài này là số 0. 0 0 0 0 0 3 0 3. Đọc là sao đây? 303 triệu. 303 triệu. 303 triệu. Rồi bài này 4 2 5 4 7 1 5 6 7. Đọc là 765. 765 triệu. 765 triệu. 174.000. 174.000. 524. 524. 524, 24 cũng được. Rồi bài này số 0 là hàng đơn vị, số 0 hàng chục, số 0 hàng trăm và số 0 hàng nghìn. Số 1 là hàng chục nghìn, số 2 hàng trăm nghìn, số 1, số 9 và số 5. Nè. Đọc là sao đây? 591 triệu. 591 triệu. 11 triệu. 210.000. 200. 10.000. Là hết. 210.000 là hết. Nó qua trang tiếp theo. Bài số 2. Viết các số
trong bảng sau rồi cho biết mẫu số có bao nhiêu chữ số, mẫu số có bao nhiêu chữ số không bằng cách điền vào ô trống. 39.000, viết số này 39.000 nè. Rồi, chữ số là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, tính hết là 5, 5 chữ số. Bao nhiêu chữ số 0? 3 chữ số 0. 600.000, 600.000, 6 chữ số. Và có 5 chữ số 0. Ủa, 3 chữ số 0, với 3 chữ số 0 như đây, viết số 0 là chị kìa. Đọc đường viết nẻo. Ba chữ số 0. Cái miệng đọc 3 mà lại viết số 0, số 3. Này bao nhiêu? 85 triệu. 85 triệu. Giờ là bao nhiêu đây? Đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu. Là 8 chữ số. Đây 6 với 2 này nữa là 8 chữ số. Chữ số 0 bao nhiêu? 6 chữ số. 20 triệu, 20 triệu. Rồi, và cũng 8 chữ số. Và chỗ này là bao nhiêu đây? 7 chữ số 0. 700 triệu. 1, 2, 3 1, 2, 3. Rồi, 9 chữ số. Và 8 chữ số 0. Chúng ta qua tiếp theo bài số 3. Số chia hết cho 2 là số chẵn. Chẳng hạn như là 0, 2, 4, 6, 8, vân vân. Tặng cùng là chữ số, số chẵn. Số chẵn là tặng cùng đó là số chẵn là tặng cùng là số, số 0 nè, số 2 nè, số 4, số 6, số 8. Đó là tặng cùng. Ví dụ đây, tặng cùng nè. Đây. Cái này có một chữ số cho nên nó là 0, 2, 4, 6, 8 luôn. Còn này có nhiều chữ số nhưng mà tặng cùng nó là nó ra vào những trường hợp này. 8 này, 6 này, có này, số 0 này, có này, vân vân. Đó là những số chẵn. Ghi chú, số chia hết cho 2 là số chia cho 2 không còn dư. Không còn dư, ví dụ như 4 mà chia 2 là bằng 2, nó không có dư. Đó là gọi là chia hết. Số không chia hết cho 2 là số lẻ tặng cùng nó là con số 1, số 3, số 5, số 7 và số 9. Đó, tặng cùng đây nè, số 7 này, tặng cùng là số 7 này, tặng cùng số 9 này, tặng cùng số 1 này, là những số lẻ. Ghi chú, số không chia hết cho 2 là chia cho 2 mà còn dư là 1, dư là 1 thì đó gọi là số không chia hết. Câu A, trong các số sau, số nào là số chẵn, số nào là số lẻ? À, số chẵn này chia hết cho 2. À, số chẵn là tặng cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Đây, chẵn nè. Số 2 nè. Số 0 là chẵn nè. Số 8 nè là số chẵn. À, 0, 2, 4, 6, 8. Còn số lẻ là 1 nè. Tặng cùng nè. Số 3 nè. Số 5 nè. Đó. Số nào là số chẵn, số nào là số lẻ? Số chẵn. Rồi, 42, 100, 60.868, đó là số chẵn. Rồi, số lẻ. Bốn mươi ba nè. Rồi là 3.000. 015 nè. Đó là số, số lẻ. Câu B, nhận xét về chữ số tặng cùng trong các số lẻ, các số chẵn ở câu A. Rồi là tặng cùng. Chữ số tặng cùng của số lẻ là
sẽ là 1, 3, 5, 7, 9. Rồi. Chữ số tận cùng. Chữ số tận cùng. Số của số chẵn. Của số chẵn là 0, 2, 4, 6, 8. Câu C, đọc thông tin sau rồi lấy ví dụ minh họa. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì không chia hết cho 2. Chúng ta lấy ví dụ. Lấy ví dụ như là chia hết cho 2 đây, số chia hết cho 2. Số chia hết cho 2. Ví dụ như 3, 7, 8 được. 4, 2, 1, 6 vân vân. 4, 8, 3, 5, 2 đó. Rồi ví dụ như vậy. Nói chung là con số tận cùng đó chúng ta sẽ cho vào những con số này, vào chữ số này. Số không chia hết. Không chia hết cho 2. Ví dụ như 3, 1, 3, 8, 2, 1, 4, 5, 7, 9, vân vân. Rồi, vân vân. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 4. Viết số chẵn thích hợp vào ô trống. 280, 282, 284. Như vậy chúng ta thấy nó tăng dần 2, 2, 2. Cứ cộng thêm 2. Này cộng thêm 2 ra số này. Số này cộng 2 ra số này. Như vậy tiếp theo cộng 2 là 286. 286 rồi tới 88. Viết số lẻ thích hợp vào ô trống. 8.167, 8.169, 8.171. Như vậy chúng ta thấy là 67 là tới 69 thì chúng ta cộng 2, cộng 2, cộng 2. 1 tới chúng ta cộng thêm 2 là 3, 8, 1, 7, 3, 3 thêm 5, 8, 1, 7, 5, 5 là tới 7. Chúng ta tiếp tục qua bài số 5. Viết một số có 4 chữ số rồi đố bạn số đó là số chẵn hay số lẻ. Chúng ta xem đố bạn số 2023 là số chẵn hay số lẻ. Và chúng ta dựa vào cái chữ số tận cùng. Nó ra vào là số lẻ là 1, 3, 5, 7, 9. Đây là số lẻ. Nên là số này số lẻ. Viết lại số em vừa đố bạn và câu trả lời của bạn. Ví dụ như thầy cho là có 4 chữ số có 4 chữ số nha. 4, 3, 5 là số chẵn hay số lẻ tùy ý. 6. Như vậy là số này thì chúng ta sẽ xét cái chữ số cuối cùng là số 6, nên là số số chẵn được. Là số chẵn. Vì vậy chữ số tận cùng. Chữ số tận cùng là 6. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 6. Em hãy chỉ đường giúp chú mèo tìm được cuộn len bị thất lạc bằng cách tô màu theo câu đường ghi các số chẵn. Rồi chúng ta theo đường ghi số chẵn. Đây số chẵn đây. Số chẵn đây. Qua đây không được lẻ rồi. Chẵn đây. Đây là có hai cái chẵn luôn. Đây chẵn, đây chẵn. Nhưng mà chúng ta sẽ xem coi thử đi đường này nó là nó từ đây
tới đây nó bị lẻ, nó bị lẻ rồi nè. Đây 24 là chẵn, đây là chẵn, nhưng mà tới đây bị lẻ, bị biết đường. Biết đường chúng ta không có đi, chúng ta không có đi được nè. Lên tới đây là chúng ta bị biết rồi, lên đây thì số lẻ là không được, cho nên chúng ta sẽ đi xuống đây. Rồi. Qua đây. Qua đây thì bây giờ chúng ta sẽ xuống đây thì đây lẻ, đây chẵn thì tất nhiên chúng ta sẽ qua đây. Rồi. Qua đây thì chúng ta xuống đây. Xuống đây chúng ta qua đây không được, chúng ta xuống đây luôn. Xuống đây thì chúng ta sẽ qua đây. Qua đây thì lên đây, đây đây. Lên đây chúng ta qua đây. Xuống đây. Cùng lên. Đây, nữa. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 7. Bạn dưới đây cho biết thông tin về dân số của một số tỉnh thành thành phố ở nước ta năm 2020. Tỉnh thành phố Thái Bình là số dân là 1.870.200. Đà Nẵng, Bình Dương, Quảng Ninh. Rồi, cái số liệu như thế này. Rồi chúng ta nhìn vào thì chúng ta xem coi thử. Đây là số này là có số 7 chữ số, 7 chữ số, 7 chữ số, 7 số. Bình Dương là lớn nhất, nhiều nhất. Đây, tới 2.500.000. Tới 2 triệu, còn này là 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu nha. Rồi chúng ta qua câu A. Ai hãy viết số dân của các tỉnh, thành phố theo thứ tự là tăng dần. Tăng dần. Như vậy thì từ nhỏ đến lớn á, và số này là lớn nhất nè. Rồi chúng ta xem. Tất còn ba cái này đều có hàng hàng triệu thì bằng nhau 1 1 1. Hàng trăm nghìn 8, đây 1, đây 3. Như vậy thì chúng ta sẽ có là đây là thứ nhất nè. Đây là thứ hai nè. Thứ ba nè và thứ tư. Rồi, người ta yêu cầu là theo thứ tự là tăng dần. Tăng dần như vậy thì đây là nhiều nhất. Như vậy chúng ta sẽ viết ngược lại là đây là số 4. Rồi. Số 4 là ít nhất này. Như là Đà Nẵng. Rồi tới số 3 là Quảng Ninh. Rồi tới số 2 là Thái Bình. Và cuối cùng là Bình Dương. Em hãy làm tròn số dân của các tỉnh, thành, phố đó theo hàng trăm nghìn. Hàng trăm nghìn là hàng nào đây? Hàng trăm nghìn là đây. Đây, đây, đây. Nha, hàng trăm nghìn. Rồi Thái Bình chúng ta làm tròn tới hàng trăm nghìn thì chúng ta sẽ xếp cái chữ số này. Cái chữ số bên tay phải á, số 7. Nếu như nó ra trường hợp là từ 0, 1, 2, 3, 4 thì cái chữ số cần xét á, cái chữ số mà cần làm tròn á thì chúng ta giữ nguyên. Còn nếu như nó cái chữ số xét á 5, 6, 7, 8, 9 thì cái chữ số cần làm tròn chúng ta cộng thêm 1. Nè. Ví dụ như cái chữ số này, cái số 8, số 8 là số cần làm tròn. Xét số 7, số 7 ra trường hợp này thì số 8 chúng ta cộng thêm 1. Thành ra là 1 8 0 0 0 0 0 0. Đó là. Rồi, chúng ta làm tròn là Thái Bình nè. Rồi, chúng ta ghi Thái Bình ha. Thái Bình. Dân số là. Rồi, dân số làm tròn thì là 1. Số 8 làm tròn thành ra số 9. Tại vì số 7 nó ra trường hợp này. Số 8 nó còn 1, thành ra là 1 9 0 0 0 0 0. Đó. Cái này là người. Rồi, Đà Nẵng.
dân số là số 1. Số 1 là số cần làm tròn. Số 6, xét số 6. Số 6 ra trường hợp thứ hai, cho nên số 1 chúng ta cộng thêm 1. Số 1 phía trước vẫn giữ nguyên, không có liên quan gì hết. Số 1 phía trước vẫn giữ nguyên này. Còn số 1 phía sau đó là cộng thêm 1, nó thành ra là 2 này. Rồi tất cả chữ số, các chữ số mà sau chữ số làm tròn nữa, số 0 hết. 1, 2, thêm 3 chữ số 0 nữa. 1, 2, 3, 10. Rồi Bình Dương. Dân số là Bình Dương đây, số 5 là số cần làm tròn, xét số 8, số 8 thì đây là trường hợp 2. Số 5 ta cộng 1 thành ra là 6. 2 6 cái này là 2.600.000 600.000 người. Quảng Ninh. Dân số là rồi, số 3. Số 3 là số cần làm tròn, xét số 3. Số 3 ra trường hợp 1. Cho nên số 3 này chúng ta vẫn giữ nguyên. Đây là 1 3 0 0 3 số 0 nữa. 1 2 3. Cái này là 1.300.000 300.000 người. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Em hãy tìm hiểu giá tiền một số đồ vật có giá trị đến triệu đồng, chục triệu đồng, trăm triệu đồng, rồi ghi lại. Ví dụ chiếc máy tính để bàn có giá là khoảng cỡ 8 triệu đồng, chiếc tủ lạnh có giá khoảng cỡ 23 triệu đồng, chiếc ô tô có giá khoảng cỡ 750 triệu đồng. Rồi, chẳng hạn như chúng ta sẽ lấy là cái điện thoại, được không? Chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại. Di động. Có giá khoảng, tùy theo loại nha, đủ loại. Vài triệu có, vài chục triệu có, có trăm triệu có. Nhưng mà thầy lấy cái mức thấp thấp thôi. Thầy lấy cái mức trung bình khoảng cửa là khoảng 6 triệu. 6 triệu đồng. Rồi, tiếp theo. Cái gì là có giá khoảng cửa vài chục triệu? Chiếc xe máy. Rồi, chiếc xe máy. Chiếc xe máy có giá khoảng 30 của Honda khoảng cỡ 40 mấy triệu lận nè, 40 mấy triệu. Còn cái xe tay xe số thì thấp hơn. Xe số cũng 20-30 nè. Rồi. Thầy lấy trung bình một cái loại xe khoảng cửa là thấp thấp thôi ha, khoảng cửa là khoảng 35 triệu. Rồi tiếp theo. Rồi còn cái này thì chúng ta lấy chiếc ô tô thì nó trùng cái này thì nó không hay. Ô tô thì dễ hình dung á. Nè. Chúng ta thầy sẽ lấy một cái là bức tượng mặt đồng. Nè. Một bức tượng. Bằng đồng. Là lớn nha, giống như con người vậy.
bức tượng giải hệ thì làm cho một con người nào đó, chứ không phải chút chút như thế này, chút chút như thế này không có giá tiền lớn. Một bức tượng bằng đồng, mình cho ghi chữ lớn nó đi nè, lớn này, chứ không ghi chữ nhỏ hoặc là chúng ta không ghi thì người ta hiểu nhầm. Bức tượng bằng đồng lớn có giá khoảng, nhưng mà cái này là tùy theo cụ thể nữa, có giá khoảng cỡ là 500 triệu. 500 triệu. Thêm chữ đồng rồi nữa ha. Cái này là triệu đồng. Viết hết mực. Rồi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đề sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.